Hello, chào các bạn nha. Bữa nay ta đi về trái cam, công dụng của trái cam. Công dụng của trái cam là một cái vị thuốc bốn mùa. Cam là một trong những cái loại trái cây được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Bạn biết công dụng tuyệt vời của nó, cam là trái giàu chất chống oxy hóa và chất phytochemical. Theo các nhà khoa học Anh, bình quân trong một trái cam có chứa 170 mg phytochemicals, bao gồm các chất dưỡng da, chống lão hóa. Chuyên gia dinh dưỡng Monica Dos Santos cho biết cam được yêu thích và có lợi cho người khỏe mạnh cũng như các bệnh nhân. Chính lẽ đó mà các công dụng của trái cam có thể kể đến như giúp giải nhiệt, thỏa mãn cơn khát cho người có cường độ vận động cao, tăng cường hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch của cơ thể. Trong dinh dưỡng trong một trái cam, trong mỗi 100 g trái cam có chứa 87,6 g nước, 1.104 microgram caroten, một loại vitamin chống oxy hóa và 30 mg vitamin C, 10,9 g chất tinh bột, 93 mg kali và 26 mg canxi, 5 mg magie và 0,3 g chất xơ, 4,5 mg natri, 7 mg clo, chromium và 20 mg phosphor, 0,32 mg sắt và giá trị sắt và giá trị năng lượng là 48 kcal. Nó không có chứa chất béo hay là cholesterol. Cam nổi tiếng do nó chứa nhiều vitamin C và được chứng minh là loại trái cây có tác dụng chống viêm, chống khối u, ức chế đông máu và chống oxy hóa mạnh. Trên thực tế thì hàm lượng vitamin C chỉ chiếm có 20% tổng số các cái chất kháng về oxy hóa trong trái cây này, trong khi đó là những cái hợp chất khác có khả năng chống oxy hóa cao gấp 6 lần vitamin C. Hesperidin từ flavonoid là nó có nhiều trong lớp vỏ xơ trắng, màng bao muối cam và một ít trong cái tép. Hạt cam có khả năng giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt. Rồi ngành công nghiệp cam thì loại trái cây có múi đó bắt đầu từ Nam Phi hơn 300 năm trước. Hiện nay thì có hơn 100.000 người lao động làm việc trong cái lĩnh vực này và có 70% các sản phẩm có liên quan hay nguồn gốc xuất xứ từ cam. Thiếu vitamin C trong chế độ ăn uống dễ gây ra cái căn bệnh là scorbut, tên gọi khác nó là sciuri. Theo một cái báo cáo xa xưa từ Hy Lạp cổ đại và Ai Cập thế kỷ 16-17, bệnh này thường gặp phải ở các cái thủy thủ mà khi thực hiện các cái chuyến đi trên biển đường dài. Do đó mà con người không thể tự tổng hợp cái vitamin C và cái việc nạp chúng trong chế độ ăn uống hàng ngày là vô cùng cần thiết. Ngoài ra mà các cái triệu chứng như là chảy máu, nướu răng, răng lung lay, đau khớp, hemorrhaging là chảy máu và những cái vết thương khó lành nếu không được là ngăn chặn kịp thời sẽ gây biến chứng nguy hiểm với cái cơ thể. Những thủy thủ ở trên đã phát hiện được họ hoàn toàn có thể ngăn ngừa các cái triệu chứng trên bằng cách là tăng cường vitamin C cho cơ thể qua trái cam, chanh, họ nhà cam và nhiều thực phẩm chứa vitamin C khác như là ổi, kiwi, đu đủ, cà chua, dâu tây, ớt ngọt, bông cải xanh và cà rốt. Thì trong xã hội trên cái lối sống hiện đại, các cái triệu chứng hay các cái bệnh do thiếu vitamin C gây ra rất là hiếm gặp. Trường hợp mắc bệnh xảy ra với người có nghiện rượu, người già, người bị rối loạn ăn uống hoặc là mắc các cái chứng bệnh liên quan. Cam giúp cân bằng huyết áp. Công dụng của trái cam thường được nhắc tới là cân bằng huyết áp. Cam chứa kali và thành phần flavonoid giúp giảm huyết áp và điều hòa huyết áp, là một phần quan trọng trong cái giữ gìn sức khỏe của tim mạch. Thứ hai nữa là cam nó điều hòa mức cholesterol. Các sinephrine và alkaloid dưới cái vỏ trái cam có tác dụng giảm tần suất sản xuất cholesterol ở gan, cái nguồn chất xơ dồi dào và tan, giảm lượng cholesterol trong máu, đồng thời nguy cơ của bệnh tim giảm đáng kể. Trong cái công dụng của chất xơ là giúp bạn giữ cảm giác no lâu hơn và làm chậm cái phân hủy các cái carbon hydrate và ngăn ngừa sự tăng lên của lượng đường trong máu. Như vậy không phải xa lạ, cam là thực phẩm tốt cho cái kiểm soát lượng đường trong máu của bệnh nhân tiểu đường. Và thứ ba nữa, cam giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch
Trong cam nó chứa rutin, vitamin B, P, thành phần giúp mạch máu khỏe mạnh, vitamin nhóm B và dưỡng chất không thể thiếu cho cái hệ thần kinh, các khoáng chất và chất xơ hòa tan và không hòa tan. Nó là đồng minh trong cái việc ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, viêm nhiễm và ung thư. Cam còn dùng củng cố cái hệ miễn dịch, chống cảm cúm, chống viêm và ức chế các tế bào ung thư, xoa dịu cơn đau ruột và dạ dày và gan. Thứ năm nữa là cam giúp chữa lành vết thương nhanh hơn. Vitamin C đảm nhiệm vai trò quan trọng trong cơ thể để sản xuất collagen, protein, chịu trách nhiệm tạo ra các mô liên kết giúp vết thương, vết cắt hay xước da mau lành. Thiếu hụt collagen khiến các tế bào trong mạch máu thiếu sự gắn kết, cho phép máu rò rỉ trong các mô cơ quan, dễ dẫn đến cái chảy máu, nứ răng và xuất hiện đốm máu đỏ đặc trưng của cái bệnh scabies. Vậy là bổ sung cam trong cái thực đơn hàng ngày với những công dụng của chất cam như chúng ta đã biết ở trên, thì ta có thể tăng cường cam trong bữa ăn nhẹ bằng cách là ta vắt nước cam uống, chế biến thành các loại sinh tố, thêm cái phần cho món salad trái cây, sữa chua, ít béo, dâu tây và chuối. Các thành phần từ cam cũng được sử dụng rất là phong phú, từ là lá, hoa, vỏ cây và trái đều có thể là hãm thành cái nước uống có cái vị đắng nhẹ. Trong cái hương cam đặc trưng, nước hãm lá cam có thể giúp hạ quả, đặc biệt là khi mất ngủ, xoa dịu rối loạn cái chức năng lưu thông về máu. Chất cam ngăn chặn virus xâm nhiễm. Tiêu thụ thực phẩm giàu polyphenol có thể giúp bạn tăng cường hệ thống miễn dịch, do đó sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi bị nhiễm virus. Cam có chứa rất là nhiều polyphenol, là một chất chống virus, chống viêm, chống dị ứng, chống ung thư, chống tăng sinh. Và tăng lượng chất xơ. Chất xơ đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát mức cholesterol cao, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Chất xơ cũng có thể giúp kiểm soát bệnh tiểu đường type 2. Cam có nhiều chất xơ nên ăn chúng thường xuyên sẽ giúp bạn tăng lượng chất xơ và cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn. Cam cải thiện sức khỏe của mắt. Mắt chúng ta là cơ quan dễ bị ảnh hưởng hơn bao giờ hết do phải làm việc thường xuyên. Do đó là chúng ta phải có ý thức bảo vệ. Đeo kính không phải là giải pháp duy nhất. Các loại thực phẩm giàu vitamin A làm công việc này tốt hơn, bởi không chỉ bảo vệ tầm nhìn của bạn mà nó còn giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng. Cam không phải là nguồn cung cấp vitamin A tốt nhất, nhưng một cốc nước cam chứa 8% lượng vitamin A khuyến cáo hàng ngày cho các bạn. Và cam chống lại gốc tự do tấn công. Các cái gốc tự do nó tấn công tế bào của chúng ta và có thể là nguyên nhân gây cái bệnh cho cơ thể, kể cả bệnh tim và ung thư. Cam rất là giàu vitamin C, giúp bảo vệ các cái tế bào của cơ thể bằng cách trung hòa các cái gốc tự do. Nó tăng cường cái chức năng của não bộ. Vitamin B9 có trong cam thúc đẩy não bộ phát triển khỏe mạnh và tăng cường trí não. Phụ nữ mang thai nên cho cam vào cái kế hoạch ăn uống thì nó giúp tránh cho bé các cái rối loạn thần kinh. Đặc biệt là cam chữa táo bón, như đã đề cập, ta thấy cam rất là giàu chất xơ, bao gồm cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Đó là điều cần thiết cho sức khỏe tiêu hóa và duy trì cái đi tiêu đều đặn. Ăn một chất cam mỗi ngày có thể giúp bạn tránh được cái hội chứng ruột kích thích, trong đó là nó có táo bón. Một ly nước cam tươi có thể giúp ta là nhuận tràng. Nếu bạn không ăn cam và cũng không uống nước cam tươi ít nhất một lần một tuần, tại sao không chúng ta không thử áp dụng coi những cái tính chất của cam, các bạn có thể là thấy những cái công dụng của nó, để những cái công dụng tuyệt vời của nó cũng xoay ngược dòng thời gian tuổi tác cho các bạn, nó giữ cho nó thân thể khỏe mạnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi về cái công dụng của trái cam.